Thiếu bạn lè theo thứ năm. All of my.
Chăn rồi đấy. Thank you.
6 là người kỳ thủ Mai Hồ Tí vừa bị bắt quân một tên. Và chơi vào ruộng. Gắng lên anh ơi, gắng lên. Dành cho game thủ màu nam Mai Hồ Tí. Tiếp tục là bắt được dân của game thủ màu 2 màu 1. Tiếp tục là bắt được dân của game thủ màu 1. 94 là cho game thủ là cái game thủ Mai Hồ Tí vẫn to thoải mái thi đấu luôn. Thank you.
lên, dồn lên, dồn lên đi. Còn dồn lên đi. Rồi chết, bỏ hai thằng này đi, dứt điểm. Thế này hơi xấu. Thế này để dồn thì hơi xấu. Chơi đợt này. Có ai đang có khá nhiều quân để dồn lên. Các bạn chủ động ốp chứ không phải là mình ốp. Đây thì mai một tí sẽ có cơ hội để vào. Thoải mái luôn đi Cành ơi, thoải mái luôn đi Cành ơi, Cành ơi, Cành ơi, Cành ơi, thoải mái đi. Thoải mái luôn đi. Bơi hết vào đây. Thì 200 dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Và Hoàng Mai Nhi nó lui lên tuần này. Đã dồn lên tuần này. Đi lại luôn. Biết là Cành đánh hay đấy. Mình biết là bạn đánh hay đấy. Thực sự là Cành ép quân ghê thật. Không hề đơn giản đến từ là Đinh Sơn Cành. Ép quân rất ghê. Anh là sở trường. Rồi gì? Có lẽ số là 1-2 thôi. Ồ, ruộng chính của mình cũng bị bùng. Đây là sân của mình thủ 1-1. Ngang theo nha, tuần này ngang theo rồi đấy. 1-1 mà ăn được nhiều sân của mình là nhói đấy. Dưới dốc và em
không hề đơn giản đến từ Kanh và Yugi. Trời luôn, trời. Đi sai số là 21, hơi bị lì lợm đấy.